đừng sợ hãi sự giám sát của người dân. Cái biển cấm quay phim, chụp ảnh chắc chắn không phải kim chỉ nam hay cẩm nang vàng cho đạo đức công vụ. Cán bộ đừng sợ hãi sự giám sát của người dân. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã yêu cầu giám đốc các sở ngành có đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh trước cổng cơ quan thì phải gỡ bỏ ngay lập tức. Lý do ông Phạm Văn Thiều nêu ra là cái biển cấm quay phim, chụp ảnh chỉ đặt ở những mục tiêu trọng yếu, còn sở ngành mà cũng làm vậy thì dân đến thấy khó chịu. Ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu rất xác đáng. Hơn nữa, tình trạng lạm dụng đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh không chỉ có ở địa phương này mà đã hình thành trào lưu tại nhiều nơi khác. Thật oái oăm khi những đơn vị chỉ thực hiện công tác chuyên môn cũng đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh nơi trụ sở làm việc. Những cái biển cấm quay phim, chụp ảnh được đặt tùy hứng có giá trị gì không ai giải thích được, nhưng lại tạo khoảng cách giữa người dân và cán bộ. Chưa có văn bản hướng dẫn về cơ chế đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh, thế nhưng khi cái điện thoại thông minh đã phổ cập rộng rãi thì dường như một số tổ chức lại hình thành tâm lý tự vệ trước những rắc rối ngoài tiên liệu. Những địa điểm cần sự đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự như quân đội, công an hoặc ngoại giao thì ngoài trạm gác có nhân viên công lực còn có thêm cái biển cấm quay phim, chụp ảnh. Điều ấy ai cũng tuân thủ một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, những sở ngành đâu cần thiết phải đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh. Ở những sở ngành đặt cái biển cấm quay phim, chụp ảnh có vài lời phân bua rằng cán bộ cũng cần bảo vệ hình ảnh cá nhân. Đúng, nhưng không cần cái biển cấm quay phim, chụp ảnh vì luật dân sự đã có quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Sở ngành là nơi giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống dân sinh và người dân cũng có quyền giám sát cán bộ thực thi nhiệm vụ ra sao. Nếu cán bộ đi đứng thẳng thớm, cư xử lễ độ, tác nghiệp rõ ràng theo chuẩn cần kiệm liêm chính, chí công vô tư thì không e ngại bất cứ ống kính camera nào. Thậm chí sự đàng hoàng cống hiến của cán bộ khi được người dân quay phim chụp ảnh còn có thể làm tấm gương cho xã hội và truyền cảm hứng tốt cho cộng đồng. Cái biển cấm quay phim chụp ảnh khi đặt không phù hợp vị trí thì rất phản cảm. Bởi lẽ cái biển cấm quay phim chụp ảnh vô tình phơi bày mối quan hệ ít thân thiện giữa cán bộ và người dân. Cán bộ càng gần dân thì càng hiểu dân, càng phụng sự tích cực cho đất nước. Cái biển cấm quay phim chụp ảnh chắc chắn không phải kim chỉ nam hay cẩm nang vàng cho đạo đức công vụ. Cán bộ đừng sợ hãi sự giám sát của người dân. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây đã cảnh tỉnh, còn cán bộ ức hiếp nhân dân, thờ ơ bàng quang với nhân dân, vòi vĩnh nhân dân, chủ dập nhân dân. Họ giống như ông vua con ở những nơi đó. Làm rõ việc sát hạch viên hỗ trợ người thi bằng lái xe. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ sở giao thông vận tải kiểm điểm có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể cá nhân liên quan đến tồn tại sai sót trong quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe. Yêu cầu được đưa ra trong công văn của Bộ Giao thông Vận tải gửi các sở giao thông vận tải ngày 10 tháng 4 về chấn chỉnh công tác quản lý trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng lái xe. Theo Bộ Giao thông Vận tải, qua kiểm tra cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được có còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như việc khai thác dữ liệu thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe DAT, Distance and Time còn hạn chế, chưa kiểm tra giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức, không đúng thực tế. Để cơ sở đào tạo gửi báo cáo qua phần mềm chậm nhiều ngày, xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT, có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau, sát hạch viên trao đổi với thí sinh trong sát hạch lý thuyết. Để kịp thời chấn chỉnh, chống tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ sở giao thông vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe theo chỉ đạo của Bộ, thực hiện quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định. Chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xác minh việc xác nhận học viên là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt để đảm bảo đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe hạng A1, A4 đúng đối tượng. Đối với các sở giao thông vận tải đã được các đoàn công tác của Bộ kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai sót trong công tác quản lý.
tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ các tồn tại, các dấu hiệu vi phạm của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe. Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, Lai Châu, Lào Cai xác minh hiện tượng sát hạch viên hỗ trợ thí sinh trong một số thời điểm tại một số kỳ sát hạch lý thuyết hạng A1. Sở Giao thông Vận tải Bình Định làm rõ việc cho nhiều thí sinh thực hành lại lái ô tô trong một số kỳ sát hạch để xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu tiêu cực phải chủ động chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định. Sẽ thêm nhiều cơ sở được làm dịch vụ kiểm định xe. Sẽ có nhiều đối tượng được tham gia lĩnh vực đăng kiểm xe hơn. Các cơ sở kiểm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ tham gia kiểm định xe dân sự khi cấp bách. Đó là một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018 NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến của các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được kiểm định xe. Cụ thể, dự thảo bỏ quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và tài chính với các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Việc bỏ quy định để có thể huy động được tối đa các nguồn lực của xã hội như cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 3S, 4S của các nhà sản xuất ô tô được tham gia kiểm định xe. Dự thảo đề xuất trong trường hợp các đơn vị kiểm định không đáp ứng được nhu cầu thực tế về kiểm định xe, thì cơ sở vật chất, nhân lực kiểm định thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được công nhận, huy động tham gia thực hiện kiểm định xe cơ giới dân sự. Bỏ quy định số xe được kiểm định mỗi ngày theo quy mô trung tâm đăng kiểm. Dự thảo bỏ quy định số lượng xe được kiểm định mỗi ngày theo quy mô trung tâm đăng kiểm như hiện nay nhằm tạo điều kiện cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cải tiến quy trình kiểm định, nâng cao năng suất lao động. Với trung tâm đăng kiểm vi phạm đến mức phải tạm đình chỉ, có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe, dự thảo chỉ quy định một mức thời gian bị tạm đình chỉ trong 3 tháng thay vì 1 đến 3 tháng như quy định hiện tại. Việc này được lý giải để ngăn ngừa sự tùy tiện trong việc xử lý vi phạm có thể dẫn đến nhận định thiếu khách quan, tiềm ẩn nguy cơ sinh ra tiêu cực của cơ quan quản lý so với quy định tạm đình chỉ từ 1 đến 3 tháng. Hiện Nghị định 139 quy định thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên với đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Tuy nhiên, dự thảo quy định thu hồi giấy chứng nhận khi bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Lý do, việc quy định bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới phù hợp với nguyên tắc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự. Ví dụ, đăng kiểm viên vi phạm các tội thuộc lĩnh vực khác mà chỉ bị cải tạo không giam giữ thì vẫn có thể làm đăng kiểm viên. Dự thảo có thêm nhiều nội dung phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải về thẩm quyền cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe, thu hồi chứng nhận, tạm đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm thay vì cục đăng kiểm như hiện nay.